mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với một chiếc xe phục vụ cho công việc cũng như là nghỉ ngơi thì em có một chiếc xe Peugeot Chevrolet phiên bản premium sản xuất năm 2019 đăng ký lần đầu tháng 11 năm 2019 xe sử dụng động cơ là máy dầu 2.0 lít có ngoại thất là màu đen nội thất là màu da bò kết hợp với cả màu be Đấy, những đường nét tổng quan chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay qua ngoại thất cho anh chị và các bạn có thể tham quan chiếc xe máy dầu 2.0 năm bánh với quãng đường là hơn 70.000 km phút đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe không nỗi lầm không tùy kích không gợi, rồi là có khuyến khích khách hàng mà xe vào hãng hoặc bộ bên thứ ba để anh chị và các bạn có thể kiểm tra check test đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước với biển số của chiếc xe bây giờ thì ta cũng không cần quan tâm biển tỉnh hay biển thành phố gì cả. Mà ta bây giờ ta chỉ à, à, xem về chất lượng của chiếc xe. Với những đường nét như hệ thống à, keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe thì em cũng sẽ quay chi tiết cận cảnh để anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem cận cảnh chi tiết chỗ nào hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi hình ảnh cũng như là thông số kết bạn Zalo để em có thể gửi hình ảnh. Uh, xe đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe về thời gian vay, lãi suất chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ em với phiên bản này thì nó rộng rãi, thoải mái dành cho bốn người ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì nó chỉ dành cho hai người ngồi thôi không gian bên trong thì nó sẽ có những cái tiện nghi mang lại cho người ngồi phía sau như là hệ thống trần cao này rồi là có tv to 32 inch hệ thống âm thanh riêng biệt, ghế massage với nhiều tiện nghi ghế chỉnh điện. Có cả bàn làm việc, tất cả các tính năng an toàn cũng như là tiện nghi của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn đấy. Không gian ngồi ở bên trong đây anh chị có thể thấy không gian phía sau dành cho các ông chủ. Một cái không gian rộng rãi và thoáng đãng. Màn hình và những cái phần trần, hệ thống loa riêng biệt này đây là những cái chi tiết bàn với đầy đủ tiện nghi bên trong, cụ thể chi tiết như nào thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể xem thông tin cụ thể chi tiết các bác nhé. một cái bàn điều khiển trung tâm của chính hãng với những các phím, đây là cái bàn làm việc này, anh chị này, các bác có thể xem qua. nếu anh chị và các bạn cần xem chi tiết cận cảnh chỗ nào hãy liên hệ em để em có thể gửi thông tin cụ thể chi tiết cho các bác cổng kết lối rồi là hệ thống ghế chỉnh điện độ ngả ghế Đấy, những cái chi tiết này em sẽ ngả thử cho anh chị và các bạn có thể tham quan Đấy, mình có thể ngả lên ngả xuống làm sao mình ngồi thoải mái nhất ở hàng ghế thứ hai này thì anh chị bạn có thể là nghỉ ngơi hoặc là mình có thể làm ngả xuống để nghỉ ngơi thư giãn trong những chuyến đi xa không bị mệt mỏi và bây giờ thì ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang lái xem nó có những cái tính năng option gì anh chị nhé với cửa hàng ghế thứ hai thì nó trang bị cửa lùa điện ghế lái của chiếc xe thì anh chị bạn có thể thấy qua thì nó cũng chỉ có những cái tính năng tính năng thực dụng phục vụ cho công việc di chuyển thôi lên xuống kính chỉnh gương rồi là bên trong đây với những cái phần như các chế độ đường rồi các chế độ massage ghế cũng có cái trang bị là massage ghế này rồi những cái tiện nghi Ghế chỉnh điện, chất lượng cái ngồi của chiếc xe chị có thể tham quan. Những cái đường LED tổng quan chi tiết của chiếc xe. Với cái tầm giá của chiếc xe Peugeot à, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 150 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng. Có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Một chiếc xe độc lạ với đầy đủ tính năng option an toàn và tiện nghi Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngóng qua về hệ thống máy móc của chiếc xe để các bác có cái nhìn tổng quá nhất Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng hay thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình à, Qua trực tiếp cửa hàng Auto Tuấn Huyền số 46 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để mình có thể trải nghiệm lái thử Đơn vị bán xe ra có cam kết đầy đủ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm Chất lượng máy móc của chiếc xe thì em cũng quay rõ cận cảnh chi tiết cho các bác có thể thấy những đường nét của nó thì vẫn còn giữ được độ nguyên bản phẩy sơn của nhà sản xuất vẫn còn đầy đủ chiếc Peugeot Traveller hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá 1 tỷ 150 triệu cho phiên bản Premium sản xuất năm 2019 cực kỳ đẳng cấp này rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo